Bỗng dưng nổi hứng đưa ra lời giải nghĩa về tên nhân vật Dương trong phim Mai, Trấn Thành không chỉ không được khen mà còn bị chê ngôn từ sáo rỗng khiến cư dân mạng phải quay cuồng vì quá mơ hồ. Mới đây, cộng đồng mạng không ngừng truyền tay nhau về dòng bình luận lý giải những cái tên xoay quanh cuộc đời Mai, nhân vật trong phim điện ảnh Mai. Nhận thấy khán giả đang bàn tán sôi nổi về bộ phim của mình, Trấn Thành cũng nhanh nhảu đưa ra lời phân tích. Nam nghệ sĩ viết, kế bên Mai là Bình Minh và Dương đều là ánh sáng của đời Mai, nhưng Bình Minh sẽ tươi sáng. Nhưng bên kia là trùng Dương, tuy là ánh Dương nhưng sẽ bị trùng xuống. Tưởng lời cắt nghĩa của mình sẽ vô cùng hợp lý, nhưng Trấn Thành không ngờ lại bị rơi vào tình huống phản đối chê trách gay gắt từ khán giả. Theo đó, trước ngôn trùng Dương là ánh Dương bị trùng xuống của Trấn Thành, đông đảo cư dân mạng đã phải nhanh tay lật lại sách vở môn văn để học lại. Đa phần các bình luận đều thể hiện sự phản đối với cách giải nghĩa vô lý này. Cộng đồng mạng cho rằng trùng Dương là lớp sóng biển, trùng trong trùng trùng điệp điệp, Dương trong đại dương. Ý chỉ đại dương mênh mông chứ không phải ánh dương bị trùng xuống, trùng dương là biển cả nối tiếp nhau, mênh mông bao la. Do vậy, vẫn có một vài ý kiến lên tiếng bênh vực cho Trấn Thành. Những người này cho rằng đây là cách chơi chữ để phù hợp với nhân vật trong phim chứ không mang nghĩa như trong từ điển. Tuy nhiên, số đông khán giả vẫn không thể chấp nhận việc Trấn Thành không hiểu ý nghĩa của từ trùng dương nhưng lại có màn phân tích như chuyên gia ngôn ngữ. Thậm chí, có không ít ý kiến còn chê thẳng thừng đạo diễn trăm tỷ đang ngáo chữ, chứng tỏ bản thân bằng những mỹ từ sáo rỗng. Đây không phải lần đầu Trấn Thành cũng như phim Mai gây xôn xao dư luận. Trước đó, ekip đoàn phim đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều khi bị cho là đạo nhái ý tưởng poster, sử dụng chiêu trò PR quá lố, nghi vấn chèn ép xuất chiếu của các phim khác trong dịp Tết vừa qua. Không những vậy, Mai vẫn bị nhận xét còn nhiều hạt sạn như việc chọn tạo hình diễn viên không phù hợp với nhân vật, gượng ép và thiếu chân thật, diễn xuất đơ cứng gượng gạo và chưa nhiều bứt phá từ nam chính. Ngoài ra, nhiều khán giả cho rằng Trấn Thành có phần lạm dụng kỹ thuật quay phim khi cắt cảnh và đổi góc liên tục. Một số cảnh quay xuất hiện khá miễn cưỡng khiến người xem phải cảm thấy khó chịu. Tổng quan, Mai được xem là bước tiến lớn của Trấn Thành trong việc sản xuất phim. Với một đạo diễn tay ngang như anh, việc thiếu sót là không thể tránh khỏi. Tất nhiên, để những bộ phim sắp tới có chất lượng tốt hơn nữa, ông xã Harry Won cần lựa chọn diễn viên phù hợp, xây dựng nội dung hợp lý, hạn chế nhồi nhét quá nhiều tình tiết mà đến cuối phim vẫn không thể giải quyết triệt để. Mặc dù bị chê còn kha khá hạt sạn nhưng Mai lại mang về cho Trấn Thành nguồn doanh thu không hề nhỏ. Chỉ sau hơn 26 ngày chiếu, bộ phim đã cán mốc hơn 430 tỷ đồng. Thông tin do Trấn Thành công bố trên trang cá nhân, Mai còn được kỳ vọng sẽ xoán ngôi top 1 doanh thu phòng vé của siêu phẩm Nhà Bà Nữ cũng do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất. Qua đó, không thể phủ nhận thực tế là phim Mai có nội dung được số đông khán giả đánh giá cao hơn các bộ phim Tết chiếu cùng thời điểm, chạm đến cảm xúc của nhiều người xem hơn Nhà Bà Nữ. Trình làm phim của Trấn Thành được đánh giá chắc tay hơn hẳn và nhận thêm về nhiều sự công nhận từ công chúng.